Xin chào tất cả mọi người, đây là chương trình livestream buổi trưa ngày 6 tháng 10 năm 2023. Hôm nay Vlog Minh Hải sẽ tổ chức một chuyên đề rất mới nhưng mà nó lại hơi cũ một chút. Tức là nó là một câu chuyện lịch sử của bóng đá Việt Nam. Mọi người đặt ra rất nhiều nhưng mùa giải năm nay chúng ta sẽ thấy một bước tiến mới. Đó là công tác trẻ hóa. Các bạn có công nhận là kể từ đầu đến giờ chúng ta nói đến rất nhiều công cuộc trẻ hóa không ạ? Đội tuyển quốc gia của chúng ta bây giờ hiện nay là đang có trên 15 người trẻ, tức là dưới 23 tuổi ở đội tuyển quốc gia. Và ngày hôm qua thì huấn luyện viên Philippe Chu-xê đã triệu tập bổ sung công phương lên đội tuyển. Và như mình cũng đã chia sẻ với các bạn, ngay sau cái đợt mà ông Philippe Chu-xê trả lời họp báo, thì chính mình cũng là người đứng ra để nói chuyện với công phương và dịch lại những cái đoạn mà ông Philippe Chu-xê nói với công phương. Lúc đó thì công phương thực sự là một cầu thủ rất là trẻ, không bao giờ nghĩ là có thể được lên đội tuyển quốc gia. Nhưng mình khẳng định luôn với các bạn là công phương đang có một tương lai rất tươi sáng. Và ông Philippe Chu-xê đã tạo cơ hội đó. Lát nữa thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về những đánh giá của ông Philippe Chu-xê dành cho công phương. Thứ hai nữa là chúng ta thấy rất nhiều những đội bóng mạnh hiện nay đang đầu tư rất nhiều cho các cầu thủ trẻ. Đó là trường hợp của Võ Minh Trọng. Các bạn nhớ là sau SEA Games mình đã nói với các bạn là một đội bóng thủ đô sẽ lấy Võ Minh Trọng. Và dần dần sau đó thì mình nói thẳng luôn là câu lạc bộ Hà Nội muốn có Võ Minh Trọng. Và ngày hôm qua thì thông tin chính thức được thông qua, đó là Võ Minh Trọng sẽ về câu lạc bộ Hà Nội trong một bản hợp đồng kéo rất dài, đó là 4 năm. Hà Nội mua lại bản hợp đồng của Võ Minh Trọng ở câu lạc bộ Đồng Tháp. Và một cầu thủ nữa đó là Võ Nguyên Hoàng. Võ Nguyên Hoàng thì cũng đã chia tay PVF để về với câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa sau nửa mùa thi đấu ở Đông Á Thanh Hóa trong giai đoạn 2 của mùa giải 2023. Một cái tên nữa mà các bạn cũng sẽ để ý và đấy chính là Hồ Văn Cường. Hồ Văn Cường ở lại Sông Lam Nghệ An hay đến Công an Hà Nội, thời gian vừa rồi chúng ta nói rất nhiều về cầu thủ này. Và các bạn thấy không, là trên một cái diện rất là rộng thì chúng ta đã nhìn thấy là chưa bao giờ công tác đào tạo trẻ lại được đánh giá nhiều như này và chưa bao giờ các cầu thủ trẻ được trao cơ hội lớn như ở thời điểm này. Những cầu thủ thi đấu ở hạng nhất, thậm chí là hạng nhì lên hạng nhất. Có những đội bóng thì hạng nhì lên chơi ở V-League. Có những cầu thủ mới 17, 18 tuổi thôi lên đội tuyển quốc gia. Và đó chính là một bức tranh toàn cảnh. Và nó tại sao lại như vậy? Là bởi vì năm nay có một trong những cái điều thay đổi. Rất nhiều điều thay đổi ở giải vô địch quốc gia năm nay. Nhưng mà có một điều thay đổi là Liên đoàn bóng đá Việt Nam yêu cầu là trong số 30 cầu thủ được đăng ký cho mùa giải mới thì các đội bóng ít nhất là phải có 3 cầu thủ tuổi từ 16 cho đến 23 có mặt trong danh sách đăng ký. Tức là lúc này chúng ta thấy là Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã can thiệp bằng quy chế. Đó, và đấy là lý do vì sao Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã trao một cái cơ hội cho các cầu thủ trẻ để họ được thi đấu ở những giải đỉnh cao. Thứ hai nữa là nó rất là trùng hợp với thời điểm này, chính là thời điểm mà chúng ta đang muốn trẻ hóa đội tuyển quốc gia. Và khi chúng ta muốn trẻ hóa, chúng ta cần có những cầu thủ trẻ. Và khi chúng ta cần những cầu thủ trẻ thì chúng ta bắt buộc phải thay đổi quy chế. Các bạn thấy không ạ? Nó rất là logic với nhau. Nó giống như kiểu các cầu thủ của chúng ta. Nếu như bây giờ Liên đoàn bóng đá Việt Nam muốn thu hút các cầu thủ Việt Kiều về thi đấu ở Việt Nam thì phải mở cửa cho những cầu thủ Việt Kiều thi đấu ở V-League. Cho nên là đã có một cái kế hoạch được mở ra là các cầu thủ Việt Kiều có quốc tịch Việt Nam thì xin mời ông Tô về chơi thi đấu. Nhưng nếu như các cầu thủ Việt Kiều mà chưa có quốc tịch thì cho phép họ thi đấu với tư cách là cầu thủ Việt Kiều chưa có quốc tịch và mỗi câu lạc bộ có một suất như vậy. Thì các bạn thấy là Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã làm một cái công tác chiến lược đó để thu hút những cầu thủ Việt Kiều về và đẩy các cầu thủ trẻ lên để thi đấu. Hôm nay Vlog Minh Hải sẽ chia sẻ với các bạn rất là kỹ về câu chuyện này. Bên cạnh đó thì ngày hôm nay mình cũng sẽ trả lời các bạn thêm một chút nữa liên quan đến đội Nam Định, đặc biệt là với huấn luyện với các cổ động viên. Thực ra thì thời gian vừa rồi mọi người hỏi khá là nhiều tại sao Minh Hải không nói về các cổ động viên Nam Định, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn câu chuyện này. Bây giờ thì có lẽ là không có gì hay bằng việc là chúng ta sẽ xem cái buổi tập ngày hôm qua của huấn luyện viên Philippe Chu-xê với sự góp mặt của công phương. Đây là buổi tập của đội tuyển Việt Nam của chúng ta vào lúc 21 giờ ngày hôm qua, là ngày mùng 5. Và các bạn nhìn thấy đây chính là công phương. Đấy, công phương, đây là Hồ Văn Cường. Và các bạn có thể nhìn thấy cùng với 5 cầu thủ trẻ được gọi lên để tập luyện ban đầu. Đấy, trong đấy có người anh em họ của công phượng.
Và bây giờ tối ngày hôm qua thì huấn luyện viên Philippe Chu đã đôn cả Công Phương lên. Xin lỗi các bạn là nhiều khi ghi chữ Công Phương thì có thể là các bạn sẽ đọc nhầm thành Công Phượng. Nhưng đây là Công Phương, cầu thủ của Viettel, đội trưởng của đội U17 Viettel. Và đây là hạt giống đỏ của chúng ta ở đội U18. Mình không biết là tới đây thì khi mà dự Seoul Cup thì Công Phương có được trả về cho đội U18 hay không. Mình nghĩ là khả năng cao là có. Nhưng huấn luyện viên Philippe Chu thì đánh giá rất là cao Công Phương. Ở phần sau thì mình sẽ nói kỹ hơn. Và có thể các bạn sẽ có nhiều bất ngờ là tại sao có những cầu thủ ở cấp câu lạc bộ họ thậm chí còn chưa đôn lên đội 1, nhưng mà huấn luyện viên Philippe Chu thì gọi họ lên hẳn đội tuyển quốc gia. Đó, và chúng ta có thể nhìn thấy ở đây, bình thường ra Công Phương chắc gì đã được tập với anh Hoàng Đức, nhưng bây giờ thì ở trên đội tuyển quốc gia là đồng đội của nhau rồi. Tương tự như thế với trường hợp của Phan Tuấn Tài trước đây. Huấn luyện viên Philippe Chu đang trao một cơ hội rất lớn cho những cầu thủ trẻ. Đó, và những cái tên như là Quốc Cường, như là Công Phương đấy, được chơi với những người anh lớn như là Quế Ngọc Hải, như là Văn Toàn đấy, như là Hoàng Đức. Đây chính là một cái cơ hội để giúp cho họ cùng một lúc giải quyết được 3 vấn đề. Một là cho họ có cơ hội để tập luyện và làm quen với cái không khí cũng như là cái đẳng cấp chuyên môn ở đội tuyển quốc gia. Thứ hai, quan trọng không kém là tạo cho họ một cái động lực rất mạnh. Đúng không ạ? Ở tuổi 18 họ được gọi lên đội tuyển quốc gia cho dù chỉ là tập thôi. Và thứ ba là huấn luyện viên Philippe Chu hiện nay đang thiếu người, cho nên là ông đôn Công Phương lên để tập cùng với toàn đội. Tức là chúng ta thấy là một công nhưng mà dăm ba việc, một mũi tên nhưng trúng rất nhiều mục tiêu. Đó chính là yếu tố mà mình muốn nhấn mạnh với các bạn. Và huấn luyện viên Philippe Chu thì rất biết cách là tạo động lực, bởi vì ông Philippe Chu thì ông có một cái quan điểm rất rõ ràng là sức mạnh về mặt thể chất và sức mạnh về mặt tinh thần nó quan trọng ngang nhau. Đó, và chúng ta có thể nhìn thấy Công Phương, huấn luyện viên Philippe Chu. Hôm trước thì mình có nói chuyện với ông Philippe Chu về Công Phương. Ông có nói về Công Phương với rất nhiều những lời lẽ tuyệt vời. Ông khen Công Phương về cái tầm quan sát, rồi tư duy chiến thuật và kể cả kỹ thuật nữa. Ông nói rằng là rất là tiếc cho những người như Công Phương là số lượng trận đấu trong một năm nó quá thấp, nó quá ít. Cho nên là không biết ai lại, rất nhiều người sẽ không biết Công Phương là ai. À, nhưng mà giới chuyên môn mà xem thì sẽ phải thấy là Công Phương đang có một tiềm năng. Và nếu tạo cơ hội cho bạn đấy để bạn đấy tích lũy được thêm kinh nghiệm, rồi hoàn thiện được kỹ năng, và lại còn chuẩn bị cho bạn đấy một cái cơ hội là được tập luyện và thi đấu cùng với các anh lớn, để nó tạo ra một cái sự nhuần nhuyễn, tạo ra sự hiểu nhau. Đấy chính là cái sự kết nối mà ông muốn. Đó. Và những điều mà chúng ta chia sẻ với nhau ở đây ấy, nó sẽ chỉ có cái cơ hội trên lý thuyết thôi. Tức là một vài buổi tập thì nó không giải quyết được nhiều vấn đề. Nhưng mà huấn luyện viên Philippe Chu thì cũng sẽ chia sẻ với Công Phương về những điều mà bạn ấy cần phải cải thiện, cần phải tập thêm. Và hôm đấy thì mình cũng đã nói với Công Phương về cái câu chuyện liên quan đến sự cầu thị, cầu tiến và tự học. Thì mình nói là về cứ hỏi những anh đã từng thi đấu ở đội tuyển quốc gia, ví dụ như là đặc biệt là như anh Hoàng Đức, thì sẽ biết được là xem chúng ta phải chơi như thế nào. Và đương nhiên lên trên này thì cần phải đừng có rụt rè, phải cố gắng làm sao chuẩn bị được càng nhiều càng tốt và hỏi được càng nhiều càng tốt. Hỏi các anh lớn, hỏi các trợ lý, thậm chí là nói chuyện thẳng với huấn luyện viên trưởng. Chúng ta có thể thấy một mùa giải, hay nói chính xác hơn là một năm mới, một mùa giải mới đang chuẩn bị bắt đầu. Và cái dòng máu trẻ nó đang hừng hực chảy trong huyết quản của nền bóng đá Việt Nam. Và đối với mình thì đây vừa là một cái cơ hội, vừa là một cái áp lực. Cái cơ hội thì thuộc về các cầu thủ trẻ, còn áp lực thì thuộc về huấn luyện viên. Tại sao Công Phượng này không được triệu tập nhưng lại gọi Công Phương lên cho dù chỉ là tập luyện một vài buổi? Nhưng mà mình nghĩ rằng là huấn luyện viên Philippe Chu có những cái nước tính. Và một trong những điều mà ông rất mong muốn đó là cái sự quyết liệt của các cầu thủ trẻ. Và có một điều hôm nay mình cũng xin được chia sẻ với các bạn, đó là các cầu thủ lớn tuổi rồi ấy, thì phần lớn những cầu thủ này để mà sửa là rất là khó. Đấy, chứ là những cầu thủ trẻ thì có thể họ thẩm thấu những cái mới và họ áp dụng nhanh hơn. Chính Đỗ Hùng Dũng cũng đã từng chia sẻ là các bạn ấy bây giờ để mà tập mà làm quen với một cái mới thì thực sự là nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Đấy, còn những cầu thủ trẻ thì giống như kiểu là một tờ giấy trắng,
các huấn luyện viên viết cái gì lên là nó sẽ đậm nét ngay lập tức. Trên màn ảnh của các bạn là thủ môn Văn Việt, và các bạn có thể thấy là Văn Việt ra vào rất hợp lý và bạn đấy cũng phá được rất nhiều tình huống. Và rất nhiều tình huống thì chúng ta thấy là Văn Lâm cũng phải vỗ tay. Đó chính là những cái điều mà chúng ta có thể chia sẻ với nhau để thấy được rằng là các cầu thủ trẻ của chúng ta không phải là họ là những cầu thủ mà thiếu khả năng đâu. Họ có rất nhiều những tiềm năng để các huấn luyện viên biến những tiềm năng đấy thành tài năng thực sự. Tất nhiên là không phải ai cũng có thể tập luyện, ai cũng có thể xử lý những quả bóng như của anh Tuấn Anh được. Nhưng mà rõ ràng là cần phải có thêm thời gian. Lần đầu tiên mà Tuấn Anh được gọi lên đội tuyển quốc gia cách đây 10 năm. Đây là những cầu thủ nữ các bạn ạ, những cầu thủ nữ đấy, U14. Đó, và mình cũng đang chia sẻ dở là Tuấn Anh thì lần đầu tiên được lên tuyển là cách đây 10 năm. Tức là vào lúc 19 tuổi, từ U19 lên đội tuyển quốc gia. Thì cũng bằng tuổi như kiểu là với Công Phương bây giờ. Và các bạn cũng đừng quên là cầu thủ mà có được một trong những cái điểm khởi đầu rất là tuyệt vời đấy là Đoàn Văn Hậu. Đoàn Văn Hậu lên đội tuyển quốc gia các bạn biết rồi là vào tuổi 19. Và khi bạn ấy lên vào độ tuổi như vậy thì nó cũng sẽ giúp cho các cầu thủ vừa có động lực, vừa có cơ hội, và đặc biệt là các bạn ấy sẽ có rất nhiều thời gian. Đấy. Từ 19 tuổi nó khác, bây giờ lên vào lúc 26 tuổi nó khác. 19 tuổi thì thậm chí là họ còn lại 7 năm so với những cầu thủ lên ở tuổi 26. Đó, và về sau thì các bạn thấy là nó mở ra một cái cơ hội rất là lớn cho Đoàn Văn Hậu. Các huấn luyện viên thì đều thấy một cái xu hướng của bóng đá thế giới bây giờ là các tài năng chín sớm hơn. Ngày xưa thì khoảng tầm 23 tuổi bắt đầu vào độ chín, nhưng bây giờ đã có những cầu thủ 18, 19 tuổi đang là trụ cột của các đội tuyển quốc gia lớn rồi. Cho nên là đấy cũng là một điều mà có lẽ là nó vừa làm một yếu tố liên quan lịch sử, tức là bắt buộc chúng ta phải như vậy. Nhưng mà rõ ràng là liên đoàn đã có một cái chiến lược đủ tốt. Trong hai mùa giải gần đây, tức là mùa giải 2023 và mùa giải 2023-2024, thì mình thấy một điều rất là rõ là cái công tác chiến lược của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có sự thay đổi. Đầu tiên là chúng ta thay đổi cái thời gian khởi đầu mùa giải mới giống như thời gian ở châu Âu, để chúng ta có thể thu hút được những cầu thủ ngoại đủ chất lượng, và cũng có thể chúng ta sẽ giúp cho các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu. Thứ hai, cái này mới là cái này mình đánh giá là nó là yếu tố quan trọng hàng đầu. Tức là khi mà chúng ta thi đấu giống như cái giải vô địch châu Âu thì chúng ta sẽ tận dụng được những cái chuỗi FIFA đây. Chúng ta tận dụng được chuỗi FIFA đây thì đội tuyển quốc gia sẽ có cơ hội để cọ sát hơn. Đó, bình thường FIFA đây lại toàn diễn ra vào cái thời điểm V-League đang thi đấu, chúng ta bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Thế bây giờ chúng ta thay đổi một cái lịch thi đấu để làm sao chúng ta tận dụng được những chuỗi FIFA đây hỗ trợ cho các đội tuyển quốc gia tập luyện. Đó. Thứ ba là chúng ta áp dụng VAR. Cái VAR thì cách đây 4 năm chúng ta đã có ý tưởng đấy rồi. Và VAR sẽ giúp chúng ta tiệm cận với cái trình độ tổ chức cũng như là cái cách chơi, cách tiếp cận trận đấu của bóng đá Việt Nam. Bởi vì là nếu mà chúng ta chơi không có VAR, khi mà ra những sân chơi có VAR là chúng ta sẽ rất là bỡ ngỡ. Thậm chí là nhiều khi chúng ta sẽ bị VAR nó phản bội. Đó, các bạn thấy là ở vòng loại thứ 3 của World Cup 2022, chúng ta rất nhiều trận đấu đã dính đòn về VAR. Sau đó Liên đoàn bóng đá Việt Nam phải tổ chức một cái lớp học dã chiến để giảng giải về VAR cho các cầu thủ, thì chúng ta mới bớt được những sai lầm. Đó. Thứ ba nữa là câu chuyện liên quan đến cầu thủ Việt Kiều. Chúng ta mở rộng cái số lượng cầu thủ cũng như là những cầu thủ chưa có quốc tịch Việt Nam. Đó, thì mới có những người như Patrick Lê Giang, những người như Ryan Hà, những người như Philip Nguyễn. Khi họ về Việt Nam họ thi đấu rồi mọi thứ rất là ổn. Đó, và họ đợi có quốc tịch. Tức là khi họ về Việt Nam rồi thì họ hoàn thành những cái thủ tục cuối cùng là thủ tục thường trú nhân. Đó, và cuối cùng là nó sẽ giúp cho các cầu thủ trở thành công dân Việt Nam. Giúp cho công dân Việt Nam có nghĩa là họ giúp cho các câu lạc bộ, và đấy là tạo nguồn cho đội tuyển quốc gia. Để chúng ta tận dụng được tối đa cái nguồn lực từ nước ngoài, hay nói chính xác hơn là lực lượng cầu thủ Việt Kiều. Và yếu tố tiếp theo mình muốn nói với các bạn đấy là công tác trẻ hóa. Khi đội tuyển quốc gia chúng ta muốn trẻ hóa, khi mà chúng ta muốn tăng cường cái số lượng và chất lượng cầu thủ cho đội U19 hay là U23, thì rõ ràng là chúng ta sẽ phải đẩy những cầu thủ trẻ vào. Bây giờ để mà tổ chức một cái giải V-League dành cho các lứa trẻ, ví dụ như là U23, U21, U19, U17, U16 thì rất là khó. Đó, chúng ta sẽ làm dần dần.
Và năm nay thì trong quy chế là mỗi một đội sẽ có tối đa, mỗi một đội sẽ có tối đa là 30 cầu thủ được đăng ký. Và trong 30 cầu thủ đấy thì có tối thiểu là 3 cầu thủ tuổi từ 16 cho đến 16 cho đến 23. Như vậy là có nghĩa là rất nhiều đội bóng sẽ phải tính toán, đúng không ạ? Đó. Và như thế có nghĩa là họ sẽ có cơ hội được thi đấu nhiều hơn, ý mình nói các cầu thủ trẻ. Và như vậy là các đội tuyển trẻ của chúng ta cũng sẽ mở rộng được cái số lượng cầu thủ được quan sát, được theo dõi, được thi đấu và có thể được tạo điều kiện ở các đội tuyển quốc gia. Đó là câu chuyện đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các bạn về việc chúng ta đang tận dụng những cầu thủ trẻ hóa như nào. Các bạn có đồng ý không ạ? Cho nên là mỗi khi chúng ta có những cái định hướng thì chúng ta phải xây dựng chiến lược. Và khi chúng ta xây dựng chiến lược rồi thì chúng ta sẽ cố gắng thực hiện nó dần dần, từ từ. Chứ bây giờ nếu thay đổi bùm phát là rất là khó. Bạn Nam Nguyễn có nói là Minh Hải nhớ nhầm 10 năm trước thì Tuấn Anh mới 18. Thực ra thì mình lấy cái mốc là năm 2013. 2013 đó là cái lứa đầu tiên mà Hoàng Gia Lai Arsenal JMG ra lò. Và đúng cách đây là đúng 10 năm này thì đội của chúng ta là dự cái vòng loại U19 châu Á được tổ chức tại Malaysia vào đúng thời điểm mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất. Và mình nhớ là hôm đó anh Dương Nghiệp Khôi là trưởng đoàn còn đi đến những cái chợ vải để mua một cái tấm băng đen. Đó, về và tự tay cắt ra và khâu và nó thành cái băng để chúng ta để tang đại tướng. Lúc đấy là thi đấu ở Malaysia. Và đó là cái thời điểm đầu tiên mà Arsenal, Hoàng Gia Lai Arsenal JMG ra lò. Và thế hệ của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều, Văn Thanh, Hồng Duy, một loạt Lê Văn Sơn, cùng với thế hệ của những Duy Mạnh, Đức Huy, Quang Hải đó, thì những cầu thủ này được triệu tập và thi đấu ở giải U19. Và sau khi mà chúng ta thi đấu ở những giải U19 rất là tốt như thế thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam dưới cái sự gợi ý của Bầu Đức thì chúng ta đã trẻ hóa và lúc đấy chúng ta đôn rất nhiều những cầu thủ U19 lên đội tuyển quốc gia. Cho nên là mình nhớ cái mốc thời gian đó, cho nên mình nói là 10 năm. Các bạn nhé. Chúng ta đã ở giải U19 có nghĩa là chúng ta phải dưới 19 tuổi. Các bạn ạ, đó. Thì đúng là cách đây 10 năm. Nói chung là không có gì phải bàn đâu các bạn ạ. Cái này là cái mình nhớ rất là rõ. Các bạn có câu hỏi gì nữa không về chủ đề này? Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang câu chuyện khác. Đó là câu chuyện liên quan đến Võ Minh Trọng về Hà Nội FC. Trước đây thì các bạn biết là khi mà SEA Games kết thúc thì lúc đấy mình chia sẻ luôn với các bạn là câu lạc bộ Hà Nội FC có nhờ một người đại diện cầu thủ rất là uy tín ở Việt Nam để làm việc với Võ Minh Trọng. Và anh chàng này cũng đã đến với Đồng Tháp gặp gỡ gia đình, gặp gỡ Võ Minh Trọng để làm sao đưa Võ Minh Trọng ra Hà Nội. Đó, và sau khoảng tầm đến bây giờ là khoảng tầm hơn 2 tháng, 3 tháng thì Võ Minh Trọng đã chính thức về với Hà Nội FC. Câu lạc bộ Hà Nội sẽ phải bồi thường cho đội bóng Đồng Tháp của Võ Minh Trọng là khoảng 2 tỷ. Và Võ Minh Trọng cũng sẽ có một khoản tiền lót tay. Mình nghĩ là bản hợp đồng này tốt cho Hà Nội, tốt cho Võ Minh Trọng. Đương nhiên là không tốt cho Đồng Tháp rồi. Vì Võ Minh Trọng đang là một cầu thủ rất là hay. Và trước đây mình cũng đã nói với các bạn về một trường hợp. Đó là trường hợp của Hồ Tấn Tài. Hồ Tấn Tài sau khi mà thi đấu ở vòng chung kết U19 châu Á và U20 World Cup thì bạn ấy sẽ phải về để thi đấu cho đội bóng hạng nhì là đội Bình Định. Thì lúc đấy ông Julian Gede có nói là nếu mà như này là không ăn thua. Nếu mà như này là khả năng là Hồ Tấn Tài sẽ không thể phát triển được. Đấy, cho nên là bảo rằng là nên có một cái kế hoạch để đưa bạn ấy lên V-League để chơi. Và lúc đấy thì rất là may là anh Trần Minh Chiến lại chuẩn bị về làm huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ BKM Bình Dương. Và anh Trần Minh Chiến lúc đó thì là trợ lý của anh Hoàng Tuấn ở đội U19 và U20 World Cup và là thầy của Hồ Tấn Tài. Cho nên là cuối cùng thì bên phía BKM Bình Dương và bên chỗ Bình Định đã ngồi lại được với nhau và Hồ Tấn Tài đã đến với Bình Dương thì bây giờ chúng ta mới có Hồ Tấn Tài của ngày hôm nay. Chứ nếu mà thi đấu ở một cái môi trường nó ít cạnh tranh thì nó sẽ rất là khó. Các bạn cũng hiểu là điều đó. Rồi về sau thì Võ Minh Trọng cũng được khuyên tương tự như vậy. Nhưng bây giờ thì nhiều người nói là Võ Minh Trọng về Hà Nội có ok không?
liệu về đấy có được đá không, liệu có phải dự bị hay không. Thì mình thưa với các bạn là Hà Nội hiện nay thì đang mất khá nhiều những cầu thủ đá biên. Trần Văn Kiên bên cánh phải, rồi trường hợp của Văn Vĩ bên hành lang cánh trái. Nói tóm lại là Võ Minh Trọng về Hà Nội thì mình nghĩ là rất là ok. Bạn đấy là một cầu thủ có khả năng tấn công, có kỹ thuật, khả năng phối hợp tốt. Cái mũi nhọn của Võ Minh Trọng đột phá là rất hay. Cho nên là mình nghĩ là Võ Minh Trọng về với câu lạc bộ Hà Nội là cực kỳ hợp. Đó. Và đương nhiên là Võ Minh Trọng cũng sẽ có một khoản tiền lót tay, mình nghe nói là dưới 1 tỷ một mùa. Như vậy cũng là rất tốt đối với Võ Minh Trọng rồi. Đúng không ạ? Ở đây thì Hà Nội sẽ có cầu thủ tốt. Đấy, Võ Minh Trọng thì sẽ phát huy được khả năng của mình về mặt chuyên môn, cũng có thêm một khoản tiền, như vậy là rất là ok. Hợp đồng của Võ Minh Trọng về Hà Nội FC theo thông tin mà mình có được là 4 năm, trong khi Võ Nguyên Hoàng sẽ về Thanh Hóa trong bản hợp đồng 5 năm. Võ Nguyên Hoàng thì các bạn biết rồi, đây cũng là một thần sấm. Đây cũng là một cầu thủ mà trưởng thành từ lò đào tạo PVF và cũng đã thi đấu cho các đội tuyển trẻ rồi. Võ Nguyên Hoàng sẽ về Thanh Hóa và mình nghĩ là với ông Popop thì bộ đôi Rimario và Võ Nguyên Hoàng khả năng cao sẽ là sự bổ sung rất là tốt cho nhau. Đó. Và các bạn cũng nhìn thấy trên diện rộng là bây giờ bóng đá Việt Nam của chúng ta coi trọng và trẻ hóa những cầu thủ trẻ có khả năng, có được cái trình độ tốt, có được tiềm năng thì chắc chắn là mọi thứ sẽ ổn. Bạn Lâm Phúc có hỏi là V-League mùa này va có đủ các trận chưa ạ? Không đủ đâu các bạn. Vào thời điểm này, giai đoạn đầu của mùa giải năm nay thì chúng ta sẽ áp dụng va và chỉ có hai xe va thôi. Đấy, và khi mà chúng ta xin phép lưu hành được thêm hai xe va nữa, tức là nó liên quan đến cái ô tô. Hiện nay thì cái ô tô đấy bình thường ra thì vẫn được lưu thông ở trên đường. Đó, nhưng mà bây giờ vì là chúng ta đã thay đổi cái kết cấu của nó, cho nên là cần phải được cấp phép. Đó, thì mới được 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 lưu hành, mới được lưu thông trên đường. Đấy, mới được tham gia giao thông. Cho nên là hiện nay theo thông tin mà mình có được thì tổng số lượng xe va mà chúng ta có là 6, bao gồm hai xe va FIFA cho, hai xe va là bên nhà tài trợ. Đó, và hai xe va là người phụ trách các liên đoàn bóng đá thành viên của FIFA mới hứa ở FIFA World Cup nữ vừa rồi. Nhưng mà đầu mùa giải năm nay thì chúng ta mới chỉ áp dụng được hai chiếc, còn hai chiếc thì chúng ta đợi cấp phép xong thì chúng ta sẽ sử dụng nốt hai xe va. Và khi mà hai xe va tiếp theo về, tức là tổng cộng chúng ta sẽ có 6 xe va. Nếu 6 xe va chúng ta triển khai thì chỉ ở những vòng đấu cuối cùng khi các trận đấu phải diễn ra cùng giờ thì sẽ có một trận là không có va. Còn lại thì tất cả các trận đấu đều có thể có va. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Các bạn có câu hỏi gì các bạn đặt ra. Mình đã trình bày với các bạn một cái câu chuyện liên quan đến cái chiến lược của bóng đá Việt Nam, chiến lược trẻ hóa và rất là nhiều những cái bản hợp đồng mới. Đó, Võ Nguyên Hoàng về Thanh Hóa thì nó không bất ngờ. Còn Võ Minh Trọng thì có đôi chút khó khăn. Nhưng mà như mình cũng đã chia sẻ với các bạn, nếu mà các bạn xem những chương trình livestream của Vlog Minh Hải đủ lâu thì các bạn sẽ thấy là mình đã chia sẻ với các bạn trường hợp này của Võ Minh Trọng khá là lâu rồi. Ở phần sau mình sẽ trả lời câu hỏi của các bạn nhé. Còn bây giờ nó vẫn luôn luôn là một bộ đôi. Mình luôn chia sẻ với các bạn một sản phẩm kéo dài tuổi thanh xuân, một sản phẩm kéo dài tuổi thọ. Cao Ba Long hỗ trợ điều trị yếu sinh lý ở nam giới. Các bạn nam bị yếu sinh lý qua thời kỳ đỉnh cao hoặc bị giảm chức năng đàn ông vì bất cứ lý do gì, do tuổi tác, do áp lực công việc, do cơ địa thì chúng ta nên sử dụng cái Cao Ba Long. Nó giúp chúng ta kéo dài tuổi thanh xuân. Và bây giờ chúng ta sử dụng cái Cao Ba Long này thì khi già chúng ta sẽ giảm được nguy cơ bị đau lưng, đau xương, đau cơ, đau khớp, thoái hóa xương và giảm luôn cái nguy cơ bị gãy chân, gãy tay, gãy xương. Và nếu như bây giờ các bạn mới sử dụng thì các bạn nên, đặc biệt là với những người lớn tuổi bị đau lưng, đau xương, đau cơ, đau khớp, những người bị gãy chân, gãy tay, gãy xương hoặc bị suy thoái hoặc là bị loãng xương, thiếu canxi thì nó sẽ giúp các bạn làm cho cơ thể của các bạn giảm đau và làm liền xương rất là nhanh. Những người như cháu nhỏ bị còi xương, suy dinh dưỡng, chậm lớn, biếng ăn thì nó sẽ giúp các con phát triển bộ khung và cải thiện đáng kể cả thể lực lẫn thể hình, là các con về sau khỏe hơn và cao lớn hơn. Các chị em phụ nữ muốn điều hòa lại nội tiết tố cho chuẩn xác và đều đặn như một chiếc đồng hồ như thời còn con gái thì Cao Ba Long nó là sự lựa chọn số 1, và nhất là các chị em mới sinh con. Bởi vì trong quá trình thai kỳ, bao nhiêu dưỡng chất cơ bản chúng ta chuyển sang cho con để thành lập thêm một con người mới chính là con của chúng ta, thì người mẹ sẽ mất rất nhiều sức lực và mất rất nhiều những cái chất
Sau khi sinh con xong, chắc chắn là chúng ta sẽ bị suy nhược. Đó. Đây là lúc mà chúng ta phải củng cố lại để cho cơ thể của chúng ta nó vững vàng, nó chắc chắn thì cơ thể của chúng ta mới khỏe được. Số điện thoại mình để trên logo 024-7777-8877 và website là dongashop.vn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Số điện thoại 024-7777-8877 để các chuyên gia của mình sẽ tư vấn miễn phí cho các bạn 24/7 nha các bạn nhé. Cái đông trùng hạ thảo này mình rất là muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn nhìn thấy ở đây, một lọ này mình dùng khoảng tầm 1 tháng mới hết. Chia ra là khoảng tầm 30 ngày. Đó, nó sẽ giúp chúng ta kéo dài tuổi thọ. Vì nó bổ sung thêm dưỡng chất giúp cơ thể khỏe hơn. Dưỡng chất này là dưỡng chất bổ nhưng không béo, cho nên cực tốt cho sức khỏe. Thứ hai nữa là nó tăng cái số lượng cái tế bào tốt để cơ bắp luôn luôn săn chắc, cơ thể luôn luôn tráng kiện. Cơ thể của chúng ta sở dĩ bị yếu là do cái số lượng tế bào nó bị mất đi, nó bị bào mòn. Cho nên là cơ bắp thì tăm teo, đúng không? Da thì nhăn nheo, chắc chắn như thế là bị yếu. Cho nên là cơ thể của chúng ta nó sẽ cần bổ sung thêm. Thì đông trùng hạ thảo này sẽ hỗ trợ cho chúng ta là ở khu vực nào mà bị bào mòn tế bào một cách tự nhiên, hoặc là bị mất tế bào một cách đột ngột do khối u hoặc là do những ca phẫu thuật, thì nó sẽ lấp đầy tế bào vào khu vực đấy, giúp cho cơ bắp của chúng ta luôn luôn săn chắc, cơ thể luôn luôn tráng kiện. Các bạn thấy không ạ? Đấy, dạo này sau khi mình dùng cái này thì tỷ lệ cơ của mình tăng rất là cao. Các bạn thấy là Minh Hải người bây giờ thì gọn hơn rất nhiều, tức là nó tiêu mỡ và nó tăng cơ. Sử dụng cái đông trùng hạ thảo này giúp tăng cơ và rất là khỏe. Thứ ba nữa là nó tăng cường hệ miễn dịch. Cơ thể của chúng ta được bảo vệ bởi một vòng tròn miễn dịch. Mà vòng tròn miễn dịch này thì nó được kết cấu bởi những cái kháng thể tự nhiên. Và khi những kháng thể này được sinh ra ngày càng ít đi, thì điều đấy có nghĩa là cái vòng tròn miễn dịch đấy của chúng ta ngày càng yếu. Và nó có thể xuất hiện những cái lỗ rò. Đó, ví dụ là nó giống như một con đập để nó chắn sóng, để nó chắn bệnh tật. Thì bây giờ nó có thể có những lỗ rò. Những lỗ rò đấy nó sẽ đóng vai trò như là những cái điểm yếu nhất. Và khi mà nó đã bị xoáy, nó đã bị đột phá qua thì nó sẽ đổ nguyên cả một con đập. Cho nên là ở đây ấy, là chúng ta sẽ cần phải bổ sung. Thì đông trùng hạ thảo sẽ bổ sung cho chúng ta thêm những cái kháng thể. Ví dụ cơ thể sinh ra được 1 triệu kháng thể thì đông trùng hạ thảo sẽ viện trợ chúng ta thêm 1 triệu nữa là 2. Để cái vòng tròn miễn dịch đó nó được tăng lên gấp đôi. Và cái khả năng bảo vệ cơ thể của chúng ta trước bệnh tật cũng tăng lên gấp đôi. Và do đó nguy cơ bị bệnh tật tấn công nó giảm đi chỉ còn một nửa. Các bạn thấy không? Nó giống như khung thành ấy. Đang được bảo vệ bởi 11 người, bây giờ được bảo vệ bởi 22 người. Chắc chắn là nó phải chắc chắn hơn, đúng không ạ? Đó. Hai sản phẩm này có chung một cái mục tiêu là giúp cho các bạn sống khỏe hơn, sống lâu hơn và sống thực sự là chất lượng cuộc sống cao hơn. Và hai sản phẩm này đều ở một số điện thoại 024-7777-8877 và website là dongashop.vn. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều. Các bạn nên chăm sóc sức khỏe cho bản thân, cho gia đình, cho những người thân yêu. Bởi vì bây giờ ấy là chúng ta phải chăm sóc đúng. Bây giờ chúng ta không còn đói kém như ngày xưa, thiếu chất như ngày xưa nữa. Nhưng mà yêu cầu dùng đủ. Đấy. Và cố gắng làm sao để giúp chúng ta kéo dài tuổi thọ. Và lại còn kéo dài cho chúng ta cả cái tuổi thanh xuân nữa. Bạn Kha Bíp của nó là theo em, Việt Nam chỉ nên mang đội hình mạnh nhất khi tham gia các giải đấu ở châu lục và thế giới. Còn những giải khu vực thì chỉ mang đội trẻ. Quan điểm của anh như thế nào? Khá biết thân mến là mình thì nói thẳng luôn là chúng ta không nên hy sinh bất cứ đội nào. Cái quan điểm của mình là như thế. Cứ lứa tuổi nào được đá là chúng ta đưa lứa tuổi đấy đi. Còn nếu như trong trường hợp mà chúng ta mà thiếu những giải đấu ấy thì chúng ta nên tổ chức thêm. Đúng không ạ? Bây giờ thay vì là chúng ta đá giải U23 Đông Nam Á chẳng hạn. Nói thật là U23 Đông Nam Á thì quay ra gặp ông Indo quẩn lại là gặp ông Malai với ông Thái Lan là cùng. Các bạn nếu mà ok được, điều kiện tài chính đủ tốt, chúng ta hoàn toàn có thể tổ chức một giải tứ hùng dành cho U23. Mời Uzbekistan đi, đúng không ạ? Mời Ả Rập Xê Út đi, mời Qatar đi, mời Nhật Bản đi, mời Hàn Quốc đi. Thì như thế nó cũng tốt. Cái quan trọng nhất ở đây ấy, là chúng ta sẽ phải có, đừng hy sinh ai cả. Chúng ta phải có một cái kế hoạch cho tất cả các lứa. Chứ còn ở đây bạn Kha Bíp nói thì cũng đúng thôi. Tức là khi mà chúng ta chơi ở tầm châu lục và thế giới là chúng ta phải đưa đội mạnh nhất, kẻo không thì mất mặt. Đúng không ạ? Nó mất đi cái hình ảnh của một nền bóng đá. Nhưng mà mình thì mình nghĩ là bao giờ cũng thế. Tất cả mọi thứ đều cần phải có một cái chiến lược phát triển riêng. Và đừng hy sinh bất cứ một lứa nào cho một lứa nào đấy. Ví dụ ASEAN vẫn đưa những cầu thủ U23 cộng, U24 cộng đi. Đúng không ạ? Chơi tưng bừng tẹt ga lên. Nhưng vấn đề là gì? U20 cũng phải có giải đấu. U17 cũng phải có giải đấu. Hiện nay là chúng ta đang, cái số lượng giải đấu của chúng ta đang hơi ít, kể cả ở cấp các đội tuyển quốc gia cho đến ở cấp câu lạc bộ.
thì số lượng trận đấu ít thì bắt buộc là chúng ta phải hy sinh lứa này cho lứa khác. Cho nên là như thế thì nó không bao giờ là một cái cách phát triển bóng đá một cách toàn diện và có chiều sâu. Các bác có câu hỏi gì các bác đặt ra nhé, em sẽ trả lời câu hỏi của các bác và sẽ luôn luôn cố gắng để có được những cái thông tin mới nhất. Những cái thông tin thì bình thường ra chúng ta sẽ đưa nó khá là độc lập, nhưng mà khi mà cần ấy, thì em sẽ có thể tổng hợp lại để các bạn nhìn thấy một cái bức tranh toàn cảnh về bóng đá Việt Nam. Ví dụ như là hôm trước em làm về huấn luyện viên Philip Chu Xie, phong cách làm việc của ông ấy như thế nào. Đấy là một cái chương trình mà sau rất nhiều tháng em quan sát tổng hợp thì mới có được. Hay là hôm nay chúng ta nói về một cái dòng máu trẻ đang hừng hực chảy trong huyết quản của nền bóng đá Việt Nam. Đấy, hoặc là những cái sự thay đổi. Các bạn thấy là tại sao lại có cầu thủ Việt Kiều không có quốc tịch, hay là bây giờ tại sao lại quy chế lại yêu cầu các cầu thủ trẻ là phải được bổ sung cho đội 1. Đó. Hạnh Huỳnh Đức có nói là Nguyễn Thái Quốc Cường được ông Philip đánh giá sao anh Minh Hải? Thực ra là chúng mình cũng chưa hỏi, nhưng mà ông đánh giá rất là cao Nguyễn Thái Quốc Cường vì cái tầm quan sát về cái động tác và cái tư duy chiến thuật. Còn tất nhiên là nó mới chỉ ở một cái mức độ là dành cho cầu thủ trẻ thôi. Tức là đây vẫn là những tiềm năng mà ông muốn khai phá và phát triển. Bạn Trần Ngọc Trung có nói là nói tóm lại là đá với Trung Quốc mà thua tan tác thì ông Chu Xie đừng nói là giao hữu thử nghiệm. Ông này cùng ekip không có tương lai. À, đây là quan điểm của bạn, mình thì không có cái gì để mà chia sẻ với bạn ở đây. Nhưng mà mình thì cứ chuẩn bị cho các bạn cái tâm lý. Đó là trong 3 trận đấu tới khả năng cao là chúng ta sẽ chỉ có thua thôi. Trung Quốc thì có thể là chúng ta có thể chơi được, nhưng mà Trung Quốc từ khi thua chúng ta đến bây giờ họ đã thay đổi rất là nhiều rồi. Nguyễn Minh có nói là không có Công Phượng thì buồn lắm. Ok. Công Phượng hay Công Phương đấy ạ? Bởi vì Công Phượng là Công Phượng mà Công Phương là Công Phương nhá. Liên đoàn bóng đá Indonesia họ kiếm tiền từ đâu mà nhiều hơn mình quá? Bạn Trương Nhàn. À, thứ nhất là Indonesia là quốc gia giàu hơn Việt Nam. Nếu mà chúng ta chưa tính về cái hai nền kinh tế thì Indonesia giàu hơn chúng ta. Thứ hai nữa là dân số của họ gấp chúng ta đến 2,5 lần. Chúng ta có 100 triệu dân thì Indonesia có 250 triệu. Thứ hai nữa là nó là cái công tác gọi là vừa là ngân sách nhà nước mà vừa là họ kêu gọi tài trợ. Họ giàu lắm, mình nói Thái Lan giàu, Indonesia, Malaysia rất giàu. Bạn Nguyễn Đình Thiện có nói là chào anh Hải, theo em thì Công Phương và Đăng Dương U18 chính là tương lai của Việt Nam. Thể hình tốt, sức khỏe, thi đấu hiện tại. Hy vọng là thầy sẽ trao cơ hội trong thời gian tới. Mình đồng ý, nhưng mà các bạn này thì chắc chắn là cần phải được cải thiện nhiều hơn. Bởi vì là các bạn biết rồi là các cầu thủ Việt Nam chúng ta vẫn còn chơi bóng nhiều chạm lắm. Các bạn hãy chơi bóng nhiều chạm lắm và cái thể lực vẫn chưa ổn định đâu, chưa đảm bảo đâu. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Các bạn có câu hỏi gì các bạn đặt ra nào. Chúng ta còn ít phút nữa thôi. CU anh Hải ơi, ngày mai ông Park về Bình Phước dự lễ xuất quân của câu lạc bộ Bình Phước. Anh nghĩ Bình Phước trong tương lai có lên đường V-League không? Cái này thì bạn hỏi là trong tương lai thì chắc chắn là mình phải trả lời là có rồi. Vì tương lai trong bao nhiêu năm nữa thì chúng ta không biết. Nhưng mà hiện nay ấy, thì bóng đá ở trong miền Nam ấy, mình phải nói luôn là nó đang chưa có căn cơ. Tức là chưa có công tác đào tạo trẻ, chưa có những cái kế hoạch, chưa có những chiến lược. Cho nên là mình thấy là nó đều là những cái kế hoạch ngắn hạn thôi, thì khó lắm. Để phát triển bóng đá thì các liên đoàn bóng đá thành viên, hay nói chính xác hơn là các địa phương là cần phải đầu tư vào, nếu không thì sẽ cực kỳ khó. À, bạn Huy Bá Nguyễn, chào anh Minh Hải. Công Phượng không có nhiều động lực chơi bóng, vậy nên nhường vị trí cho người khác là hợp lý. Đấy là quan điểm của bạn. À, tất cả những quan điểm của các bạn thì đều được tôn trọng như nhau. Nhưng mà mình nghĩ là Công Phượng vẫn còn khả năng cống hiến. Cho nên mình rất là mong là bạn ấy sẽ thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Và bạn ấy sẽ cố gắng lựa chọn một câu lạc bộ mà được thi đấu nhiều hơn.
Hôm vừa rồi mình nghe loáng thoáng về cái việc là công Phượng có được cái vĩnh trú ở Nhật Bản. Thôi cái câu chuyện này thì thôi từ từ, vì chúng ta nói nhiều ra thì nó cũng không hay. Bởi vì là có những cái thông tin bây giờ nó bị loạn, cứ mỗi người nói một kiểu nó bị loạn. Bạn Bảy Vũ Hà có nói là Bùi Tiến Dũng về Nam Định rồi anh Hải ơi. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn về cái thông tin đấy rồi đấy thôi. Đúng không? Rất nhiều người có nói là Minh Hải toàn đưa tin sai. Chả hiểu vì sao. Hôm nay lại có một bác nhắn tin cho mình là có một cái kênh tào lao nào đấy nó gọi là gì? Nó bóc phốt mình này nọ cái khác. Mình thì chả bao giờ xem những cái kênh tào lao đấy đâu. Nhưng mà trong khi chúng ta đang cập nhật cho nhau những cái thông tin, những cái câu chuyện hay này thì họ lấy mình làm thông tin. Mình thì cũng xin được cảm ơn các bạn đấy vì các bạn đấy đã đánh giá mình rất là cao và coi mình là có người có một cái sức thu hút nhất định để giúp các bạn đấy làm những cái nội dung mà bình thường ra các bạn ấy không có thông tin. Các bạn cứ để ý những cái kênh đấy mà xem, chả bao giờ có thông tin mới đâu mà. Toàn ăn cắp ăn trộm ở trên các kênh khác xong đẩy lên một tầm cao mới. Cho nên là mọi người các bạn Minh Hải xem đi, xem làm gì, những cái kênh tào lao nó không có cái công tác phóng viên, không đi lấy tin, không làm tất cả mọi thứ. Còn mình như nào thì kệ mình, đúng không? Mình làm như nào thì tất cả mọi người đều biết. Đấy. Mình biết là khi mà được mọi người yêu mến thì chắc chắn là cũng sẽ có người ghét thôi. Chuyện đấy là chuyện rất là bình thường. Và mình nói thẳng luôn là mình không quan tâm đến chuyện đó. Chỉ chia sẻ với các bạn để các bạn cảm thấy ok thôi. Bạn Khương Nguyễn có nói là Minh Hải không nên dùng từ hạt giống đỏ, giống như con ông cháu cha quá. Thực ra là cái từ hạt giống đỏ ấy, các bạn đang hiểu theo một nghĩa khác. Tức là vì người ta nói hạt giống đỏ là để ngụ ý với con ông cháu cha thì chúng ta nói như thế thôi. Nhưng mà không phải như thế đâu. Hạt giống đỏ ý muốn nói đây là những hạt giống chắc, hạt giống có chất lượng cao để từ đó chúng ta vun trồng lên những cái cây tốt hơn. Chứ còn ở đây nói thật luôn là con ông cháu cha nhiều người giỏi chứ, đúng không? Con ông cháu cha nhiều người giỏi lắm. Các bạn đừng cứ nghĩ là con ông cháu cha là không hay. Con ông cháu cha có nhiều người giỏi, xuất xuất chúng lắm. Bạn Thanh Hải của nó là kệ họ đừng để ý, em chả bao giờ để ý và em không bao giờ em xem. Bởi vì sao? Họ thì mong muốn là em cũng sẽ giải thích về chuyện này chuyện kia, nói tên kênh của họ ra để quảng cáo cho kênh của họ. Xin lỗi. Mình thứ nhất là mình không quan tâm đến các bạn ấy. Thứ hai nữa là các bạn nói thật luôn. Nói một câu rất là thẳng thắn là các bạn làm như gì đấy để cống hiến những cái điều tốt đẹp cho xã hội và để lại phúc đức cho con cháu nhá. Chứ còn những cái khác mình không quan tâm đâu. Cảm ơn mọi người. Trần Đức Anh Tú còn nói là anh Hải nói hay quá à. Em rất tin tưởng anh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình thì không bao giờ hổ thẹn. Mình có thể nhìn thẳng vào các bạn. Mình nói là các bạn là động lực, các bạn là sức mạnh, các bạn là điểm tựa của mình. Và các bạn cho mình rất nhiều thứ. Đấy, và mình một trong những cái điều mà mình luôn luôn tâm niệm là ngày càng phải làm tốt hơn để báo đáp và để cống hiến cho mọi người. Nói chính xác ra là các bạn cho mình nhiều, cho nên bây giờ mình phải làm những cái gì đấy nó thật sự tốt. Mình biết là có rất là nhiều kênh, mình biết là có rất là nhiều kênh. Mỗi một cái bài phỏng vấn, mỗi một cái chương trình hay của mình mở ra cho cả ekip xem. Đấy, rồi phân tích chuyện này chuyện kia. Ok, mình thì nói thoải mái, không có vấn đề gì cả. Kể cả các bạn có lấy lại thông tin thì mình cũng không có ý kiến gì. Đó, nhưng mà làm việc thì nên tôn trọng nhau. Và nếu như không có sự tôn trọng nhau thì nên tôn trọng bản thân. Làm cái gì đấy, bởi vì cuộc sống con người ta sống chỉ một lần thôi. Cho nên là hãy cố gắng cống hiến những cái hệ giá trị tốt nhất cho xã hội, cho cuộc sống. Và làm sao sống để chúng ta đừng cảm thấy hổ thẹn với bản thân. Để lại cái tấm gương sáng cho con cháu. Đó, như thế là mình luôn luôn tâm niệm như vậy. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ thì mình xin phép là còn chia sẻ với các bạn về chiếc áo Athena này. Các bạn thấy hôm nay mình mặc chiếc áo này màu mới không? Màu này là màu mới đấy nhá. Họa tiết mới, màu mới. Đây là chiếc áo mới nhất của mình. Đó là chiếc áo Athena, Vicento Athena, áo sơ mi dài tay làm bằng vải lụa của Nhật Bản, nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. Đó, nó mềm, mịn, mượt, mát, mặc lại không bao giờ nhăn. Cực kỳ lịch sự luôn, các bạn thấy không? Đó, bây giờ thì từ ngày hôm nay mình cũng sẽ giới thiệu với các bạn thêm những cái màu mới nữa để các bạn quan tâm thì các bạn xài. Giá thì cực kỳ tuyệt vời, giá một chiếc là 798.000.
đương nhiên là các bác sẽ không có quà tặng đó. Nhưng mà nếu các bạn mua hai chiếc giá 1.498.000 thì các bạn sẽ được tặng một chiếc Visa cá sấu trị giá 1.598.000. Các bạn mua hai chiếc áo này thì giá là 1.498.000 nhưng lại được tặng một Visa cá sấu trị giá đến tận 1.598.000. Và nếu các bạn mua combo 3 chiếc thì giá là 1.898.000, các bạn được tặng một chiếc áo, được tặng một cái Visa cá sấu trị giá 1.598.000, và các bạn lại còn được tặng thêm một chiếc áo polo. Các bạn nhớ nhá. Thực ra là tặng hai áo thun đấy. Tặng hai áo thun. Các bạn mua 3 chiếc thì giá là 1.898.000, tặng một Visa cá sấu và hai chiếc áo thun. Chuẩn không? Áo này có áo ngắn tay nhá bạn Văn Dương Trần. Nói chung là cái này về chất lượng thì không phải bàn rồi. Nó đàn hồi và đặc biệt ở đây là nó không nhăn, các bạn thấy là nó không nhăn. Đấy. Các bạn thấy không? Làm gì đi chăng nữa thì nó nhìn rất là xịn. Các bạn có thể mua 3 chiếc với 3 màu khác nhau, 3 chiếc với 3 size khác nhau. Nếu các bạn mua 3 chiếc đó thì 3 size khác nhau, 3 màu khác nhau này. Các bạn lại còn có một chiếc Visa cá sấu và hai chiếc áo áo thun. Như vậy là các bạn mua 3 mà lại được tặng 3. Giá phải nói là tuyệt vời. Số điện thoại mình để trên logo 0889333300. Website là vicento.vn và địa chỉ là 240 Kim Mã, Hà Nội. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bạn Hoàng Hữu 69 có nói là vậy là bán Visa cá sấu chứ đâu có phải bán áo. Ở đây thì bạn Hoàng Hữu bạn hiểu sai rồi. Mình chả hiểu vì sao bạn lại đặt ra câu hỏi này. Nhưng mà mình giải thích như này theo theo cái hiểu của mình. Tức là hiện nay Vicento đang có một cái gói. Gói này gọi là gói hỗ trợ người tiêu dùng. Tức là họ giảm giá kịch tầm và họ tặng thêm quà cho các bạn. Để các bạn được sử dụng những cái sản phẩm. Càng sử dụng nhiều sản phẩm của Vicento thì càng tốt. Và sẽ giúp cho các bạn đánh giá được cái chất lượng những mặt hàng của Vicento. Đó là cái mong muốn và đấy là cái mục tiêu của chúng mình. Bạn Trần Anh có nói là anh có thể đề xuất liên đoàn là các giải trẻ và cúp quốc gia thì hòa 90 phút đá thêm 30 thì hiệp phụ đi ạ. Cho anh em rèn thể lực. Thực sự luôn là khó bởi vì các đội sẽ vẫn giữ đội hình chính thôi. Nếu mà đá thêm 30 phút nữa thì mình sợ là các cầu thủ sẽ bị bào mòn về mặt thể lực. Nói chung là các bạn cứ yên tâm. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đang tính toán kỹ rồi. Bạn Hường Vũ nói là tưởng Công Phượng lên đang vui. Đây là Công Phương. Mình chia sẻ với các bạn là Công Phương, ảnh cũng là ảnh Công Phương mà, có phải Công Phượng đâu. Sơn Nguyên 1976 tặng 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 quà và toàn hàng xịn. Chúc Vicento và Vlog Minh Hải ngày càng phát triển. Em cảm ơn rất là nhiều. Ví da cọp hả Minh Hải? Ví da cá sấu. Ví da cá sấu các bạn nhé. Bạn Hào Huy có nói là mấy ông hay chửi và đò sa thải huấn luyện viên. Qua Thái Lan chửi dùm bên đó đi. Nó loại Chanathip, Bumathan, Dangda đó. Đừng chửi. Đây nữa. Hiện nay mình khẳng định luôn với các bạn. Là tất cả các nền bóng đá hiện nay ở Đông Nam Á đều có chung một cái chiến lược đó là trẻ hóa. Và nếu các bạn để ý thì các bạn thấy là Indonesia họ đã trẻ hóa từ rất lâu rồi. Bùi Vĩ Thanh ơi, bác alo hộ em ấy. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn có câu hỏi gì nữa không? Chúng ta đang sang phút thứ 44 rồi. Các bạn có câu hỏi gì thì mình sẽ tiếp tục trả lời câu hỏi của các bạn. Đấy, câu chuyện liên quan đến trẻ hóa ngày hôm nay mình đã chia sẻ với các bạn rồi. Còn rất nhiều chương trình tối ngày hôm nay thì mình cũng sẽ làm chương trình liên quan đến trận đấu siêu cúp. Chúng ta sẽ cùng bàn bạc với nhau, cùng bình luận với nhau để xem nó như thế nào. Còn đội tuyển quốc gia thì các bạn cứ tin mình đi. Chắc chắn là sẽ thua dài dài, thua dài lâu. Đó, và chúng ta sẽ chỉ tập trung cho vòng loại World Cup thôi. Còn những trận đấu giao hữu này thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ có yếu tố thử nghiệm. Và chắc chắn là chúng ta sẽ tập trung tối đa cho vòng loại World Cup. Tân Đoàn, anh nghĩ ai sẽ là tiền đạo cắm trong đội hình của huấn luyện viên Philip? Mình khẳng định luôn với các bạn, đấy chính là Tiến Linh. Còn trong trường hợp xấu thì ông sẽ phải đào tạo thêm những tiền vệ trung tâm để đẩy Tiến Linh lên.
Có lẽ là trưa ngày mai mình sẽ nói với các bạn về câu chuyện liên quan đến trưa ngày mai à? Trưa ngày mai nhé. Trưa ngày mai thì chúng ta sẽ nói về câu chuyện liên quan đến tiền đạo cắm. Đó, và các bạn có muốn nghe chương trình mình làm lại chương trình bạn hỏi Vlog Minh Hải đáp không? Nếu bạn muốn xem cái chương trình bạn hỏi Vlog Minh Hải đáp thì chiều ngày hôm nay mình sẽ post câu hỏi lên để mình nhận. Và ngày mai, trưa ngày mai thì mình sẽ trình bày hai cái nội dung. Một nội dung là liên quan đến tiền đạo, bài toán về tiền đạo, và câu chuyện thứ hai là mình sẽ trả lời câu hỏi của các bạn. Đó, mình sẽ nhận câu hỏi của các bạn ở bên bên page nha các bạn nhé. Thì chiều ngày hôm nay mình sẽ post cái ảnh để nhận câu hỏi của các bạn, và trưa ngày mai mình sẽ phát cái những cái câu trả lời. Mình cũng sẽ cố gắng làm sao đấy để các bạn có nhiều nhất những cái sự trải nghiệm. Tối ngày mai thì chúng ta sẽ có phần trả lời của huấn luyện viên Philip Chu, và chắc chắn là mọi người sẽ hỏi vì sao loại Công Phượng, vì sao loại Bùi Tiến Dũng, Trần Nguyên Mạnh và Vũ Văn Thanh. Sẽ còn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ở đây có bạn Khoa Pro có nói về cổ động viên Nam Định đi. Xin lỗi các bạn. Là theo thông tin mình có mới nhất mà mình có được thì hội cổ động viên Nam Định khả năng cao là sẽ không còn cái tên là hội cổ động viên Nam Định nữa, mà sẽ có cái ban điều phối, và sẽ có một người xa nhưng không lạ, lạ à, không xa và cũng chẳng lạ, sẽ quay trở lại làm, và anh ấy sẽ đóng vai trò như là một người kết nối giữa các FC huyện. Và tới đây thì bên phía Hải Phòng rồi Thanh Hóa rồi một số những cái hội cổ động viên anh em sẽ sang để cổ vũ cho Nam Định. Mình tin là trận đấu đầu tiên của Nam Định mùa giải năm nay sẽ rất là đông khán giả. Đó là những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn. Còn câu chuyện kỹ hơn thì mình sẽ chia sẻ vào ngày hôm khác. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì Minh Hải xin phép dừng luồng livestream tại đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và xin hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tối ngày hôm nay.